lòng là không hình dung ra cơ quan của mình thế nào đâu. Dạ. Lúc bước vào mà anh chị vỗ tay, chỉ nghe tiếng vỗ tay là mình cảm thấy xúc động lắm. Dạ. Đến chúc toàn thể các đồng chí trong ban lãnh đạo, bây giờ là cán bộ, nhân viên, biên tập viên, công nhân viên của tòa báo chúng ta mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ theo chức năng, cũng như là ngày càng đưa tòa báo chúng ta xứng tầm trong cái làng báo chí cách mạng Việt Nam. Chưa được tiếp xúc, nhưng mà tôi này với lại anh Hải với lại chỗ anh Mạnh đây thì chú cháu anh em chúng tôi làm việc với nhau phải đến 7-8 năm nay rồi. Thế thì giữa hội với lại bên báo số 2 thì nó có cái nhiều cái mà hai bên đồng hành với nhau, tặng quà Tết cho những đối tượng khó khăn, rồi làm nhà tình thương, rồi là tặng những mấy lần dịp Tết, tôi với đồng chí Mạnh 26-27 Tết tôi vẫn đi tặng quà đi cho các hội viên ở trên địa bàn thành phố, và cùng với lại ở bên chỗ trường đại học Đại Lang rất là nhiều năm rồi anh ạ. Các đồng chí lãnh đạo cũng như là tòa báo của mình đã có cái mối liên hệ với hội người của thành phố Hà Nội, tặng quà này, rồi là như anh Minh nói là có tặng cả nhà, nhà ngày trước gọi là nhà tình thương đấy, bây giờ gọi là nhà đại đoàn kết đấy. Thế rồi là đi thăm hỏi các đối tượng thương binh liệt sĩ, người có công và đối tượng xã hội nghèo, thì là anh Hải, là rồi là anh Mạnh, rồi nhiều đồng chí khác ấy, là cũng đến tận nơi đấy, nhiều khi trời nắng lóc ra lại nhưng mà khi mà gặp hội viên ấy là còn không có chỗ để gặp, còn nhiều khi gặp nhờ cái sân nào đấy trời nắng rồi đi lại đường nó hẹp, nhưng mà các đồng chí vẫn đến, không chỉ là dịp Tết đâu, kể cả những dịp bình thường ấy. Cho nên là hội nó là trân trọng lắm, anh em ở trong hội cũng như là hội viên này nhớ đến tòa báo số 2 mình lắm đấy. Nói đến số 2 là nói ngay đến, thôi xin lỗi chú Giang, là nói đến số 2 là nhắc ngay đến ông Hải mới ông Mạnh. Hôm nay thì nhân ngày báo chí cách Việt Nam thì anh em đến chúc mừng, và cũng có lời thay mặt cho những người khiếm thị trân trọng cảm ơn các anh các chị trong tòa báo của mình, và cũng rất là hy vọng và mong muốn, như là chú Mạnh có nói, cái mối quan hệ giữa tòa báo với cả hội người mù nó còn dài dài. Dạ. Chú Mạnh nghe. Dạ. Và duy trì. Dạ. Thì có thể là sau này anh em tôi anh Minh thì tuổi cũng cao rồi, có thể là nghỉ. Dạ. Nhưng mà sau này các lớp sau thì cũng mong rằng là lãnh đạo của tòa báo cũng như là cơ quan báo chí của mình vẫn có cái sự quan tâm, mặc dù là nhiệm vụ chính trị thì rất lớn, thế nhưng mà các đồng chí cũng rất quan tâm đến mảng an sinh xã hội, đến những đối tượng chính sách, và coi cái đối tượng này như anh Hải nói là một cái việc, một cái công việc rất là quan trọng trong cái nhiệm vụ của tòa báo. Thế nên rất hy vọng thế, cũng rất mong rằng là trong quá trình cộng tác thì có phải nói thật chú Giang này, chú Mạnh thì hiểu tương đối kỹ, nhưng mà vì đối tượng của anh em chúng tôi là phần lớn là yếu thế mà mất đi cái đôi mắt, kể tôi anh Minh đến đây nói thật lòng là không hình dung ra cơ quan của mình thế nào đâu. Dạ. Lúc bước vào mà anh chị vỗ tay, chỉ nghe tiếng vỗ tay là mình cảm thấy xúc động lắm. Dạ. Thế còn mình không nhìn thấy mặt mà cũng chẳng biết mà chào. Dạ. Đấy, khi mà chú Mạnh giới thiệu mọi người vỗ tay mình biết nhiều người thế. Dạ. Thế thì cái đối tượng hỏng mắt là phần lớn là như thế, và rất là thiệt thòi, và cũng rất khó khăn trong nhiều lĩnh vực đời sống, nhưng trong đó vấn đề giao tiếp là rất khó. Nên là có cái gì mà sơ xuất chú Mạnh nghe. Dạ. Đi đến mọi hội thông cảm cho mấy chú Giang người đi thì thông cảm, và cũng có lời là rất mong rằng là vẫn được cái sự quan tâm của tòa soạn. Dạ. Chúng ta và thông qua tòa báo thì lại giới thiệu cho các cái mạnh thường quân. Dạ. Các tổ chức xã hội khác biết đến người mù, biết đến các đội khó khăn, thì cũng ngoài cái việc của các đồng chí trực tiếp giúp thì cũng hy vọng các đồng chí là cầu nối, là cái nơi mà địa chỉ để mà các cái tấm lòng, các nhà hảo tâm và các tổ chức khác người ta quan tâm đến các đối tượng khuyết tật nói chung, trong đó có người mù của chúng tôi. Thế thì xin thưa lại với chú Giang, nay là đầu tiên, chắc là đầu tiên gặp mặt nha. Dạ. Đúng hôm nay gặp mặt thằng kia đang. Còn thấy anh Hải cái Mạnh thì gặp thì. Dạ. Anh Hải thì Mạnh là đến hội rồi. Vâng, thưa các chú, anh là nhân cháu
còn là đồng nghiệp với Mạnh với anh Hải từ nhiều cơ quan báo chí trước đó. Cho nên biết là anh Hải với Mạnh là từ lâu ấy, từ ngày đầu anh Hải làm báo, rồi sau đấy là có đến Mạnh, giống như nhân duyên tốt lành ấy, gặp nhau cái là hai anh em tổ chức bao nhiêu sự kiện, bây giờ là trong đấy có hội người mù của mình. Thế thì cháu cũng chẳng biết nói gì hơn, bây giờ là thay mặt anh em trong số 2 kính chúc là hội là luôn luôn dồi dào sức khỏe và lúc nào cũng nhiều niềm vui và lạc quan. Hội người mù là kiểu như lạc quan lắm.